mối tình đầu của em dạ là có thai với người khác. Dạ. Rồi sao chia tay? Vì không có gì cả mà người đó tự dưng ôm con bỏ đi rồi đi luôn, không một câu giả từ, gọi điện cũng không bốc máy, cũng đi tìm chỗ này chỗ kia rồi gọi là níu kéo 2-3 lần không được hết. Cho đi luôn. 2-3 năm nay không có cua ai trơn luôn hả? Tưởng 8-9 năm. Dạ không cua được. Dạ. Không cua được. Được hả? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. À, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Vâng, chào anh Quỳnh Linh và chị MC. Chào cô chú, anh chị em và khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1986, quê quán ở Hà Tĩnh. Nay cư trú và định cư làm việc ở Bình Phước. Em làm cán bộ quản lý bảo trì điện máy và nghề tay trái bất động sản. Rồi bình tĩnh chưa? Dạ. Ngồi xuống, hít hơi thật sâu vô, thở ra. Em Bình Phước xuống đây đúng không? Dạ. Tôi quản lý về cái mặt đó là quản lý sao? Dạ, em quản lý bên bộ phận điện máy và máy móc ở công ty. Công ty là em quản lý hết? Dạ dạ. Rồi thời gian lâu đi làm môi giới bất động sản? Dạ, cái đó là nghề tài trợ làm vào thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật bán đất? Dạ. Bây giờ ở Bình Phước với ai? Dạ, em hiện tại đang ở Bình Phước với mẹ. Chỉ có 2 mẹ con ở một nhà. Dạ. Không có anh em ở chung? Tất cả anh chị em đều ra cửa nhà hết rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Ừ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Như, em năm nay 34 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em là một dược sĩ ạ. Hiện nay em làm bán ở nhà thuốc đúng không? Dạ em làm công ty dược ạ. Em sống và em làm việc ở đây là mở với ai? Dạ em ở trọ. Ở một mình thôi hả? Dạ. Thí dụ giờ về Bình Phước làm dâu được không em gái? Dạ em không ngại làm dâu anh Linh. Được. Ưu điểm khuyết điểm là của mình là gì em trai? Ưu điểm của em là siêng năng cần cù, ghét rượu bia và không hút thuốc. Khuyết điểm của em là không thích nấu ăn, biết nấu ăn mà chỉ nấu ăn cho mình, cũng không muốn nấu ăn cho ai. Nữa là giờ về cũng không nấu ăn cho vợ luôn, vợ nấu ăn cho em mới được đúng không? Dạ lúc đó thì có thể là một người một công việc thì có thể là có. À, thôi mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét thì em là một người chịu khó, chu đáo, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Em thuộc kiểu phụ nữ của gia đình. Ngoài ra thì em cũng kiểu một người có chí tiến thủ. Về điểm yếu thì em khá thẳng, em hơi thẳng thắn nên là đôi lúc em sẽ làm phật lòng người khác. Ngoài ra thì cũng hay suy nghĩ cho người khác đó, nên là đôi lúc mình sẽ nhận những cái phần thiệt thòi về cho bản thân mình đó. Em nấu ăn được không? Dạ được ạ. Em có thích nấu cho người khác không hay em chỉ nấu cho một mình em? Dạ em nấu cho mọi người. Tưởng em chỉ nấu cho một mình em thì cũng được, tại bên kia cũng chỉ nấu cho một mình ảnh thôi. Hai đứa về là tự nấu tự ăn, không ai phục vụ ai cả. Có vợ là phải nấu cho vợ ăn nha em. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Vừa làm việc này thì mình phải làm việc khác, giặt rau rồi là làm cái này cái kia. Ừ, nhưng mà em có thích nấu cho vợ ăn không? Dạ có. À, nói hồng nữa là mệt rồi. Đường tình duyên sao nè? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là bé đó là có bầu với người ta, mà em cũng vì tình thương bình thường em cũng đưa về nhà ra mắt với gia đình. Mẹ và anh chị không đồng ý, cũng vì thương bé đó quá đã đem lòng yêu gọi là mối tình đầu luôn. Anh hỏi lại nha. Dạ. Bé không có thai với người khác. Dạ. Lâu chưa vậy? Dạ cũng cái đây là 8-9 năm rồi. Lâu quá rồi hả? Dạ. Thương bé quá đưa về luôn. Dạ thương bé quá. Tức là con bé người yêu mối tình người khác. Mối tình đầu. Mối tình đầu của em. Dạ. Là có thai với người khác. Dạ. Rồi sao chia tay? Vì không có gì cả mà người đó tự dưng ôm con bỏ đi rồi đi luôn, không một câu giả từ, gọi điện cũng không bốc máy, cũng đi tìm chỗ này chỗ kia rồi gọi là níu kéo 2-3 lần không được hết. Cho đi luôn. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là người đó làm giáo viên, cùng yêu nhau 2 năm vì là yêu xa, người đó không chấp nhận và chặn hết Facebook, Zalo và số điện thoại. Sao trắc trở vậy? Rồi mối tình thứ ba. Dạ mối tình thứ ba thì cũng quen nhau còn mấy tháng thì người đó thì không quen rồi thì chặn luôn. Ai chặn? Người bên kia. Sao ai cũng chặn em hết trơn vậy? Mà ai cũng đang quen cái không quen nữa vậy? Dạ không biết số phận lần đền sao không biết anh chị. Đời trai em lận đận quá hả? Dạ. Nói chung em vui thì em cũng cười, mà buồn em cũng cười. Lúc nào em cũng cười. Đó.
Người ta thường là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Dạ. Lúc nào cũng cười vậy đó. Dạ. Anh là buồn thúi ruột mà em nghe nói anh cũng cười. Trời ế mấy năm rồi? Dạ cũng ế được 2-3 năm rồi. 2-3 năm mà lâu. Trời dạ. 2-3 năm nay không có cua ai trơn luôn hả? Tôi tưởng 8-9 năm rồi. Dạ không cua được ạ. Không cua được, được hả? Được sao vậy? Sao vậy? Sao mà không cua được? Em có tỏ tình với ai không? Có tỏ tình mà không được. Có tỏ tình mà không được. Tỏ tình sao? Sao? Em có lấy anh không? Từ lúc đó người ta bye bye luôn. Từ lúc đó người ta bye bye luôn. Tại vì người thật việc thật mà. Ừ. Dạ. Anh hiểu rồi. Bây giờ nghe cái câu chuyện của bạn trai bên kia, em thấy làm sao? Dạ không, không thấy sao vậy. Không có sao hả? Dạ. Đường tình duyên em sao? Có lận đận gì bên kia không? Em thì chỉ có một mối tình. Dạ. Mối tình cách đây cũng lâu rồi. Lúc đó là thời đi học. Sau khi đi học ra thì tụi em đi làm nên là bị yêu xa. Do đó nên cũng có những cái mâu thuẫn. Sau đó thì tụi em chia tay. Thì cách đây cũng 7-8 năm rồi. Sau đó thì em cũng không có quen ai. Có nghĩa là cũng tìm nhưng mà có những người mình thích họ nhưng mà không có thích mình. Còn những người mà thích mình thì mình lại không thích họ. Nói chung là cô dược sĩ này thì xinh xắn dễ thương. Thôi bây giờ em muốn có người chồng lý tưởng với một mẫu hình như thế nào? Thì em cũng muốn gặp một người khó tính một chút. Nghĩa là người kỹ tính một chút á. Ủa? Dạ. Em nghĩ là những người khó tính thì họ sẽ có những cái yêu cầu nhất định. Thì em thích những người đó. Vì em cũng có chí cầu tiến. Em cũng mong gặp được một người cũng có chí cầu tiến. Là ai lấy chồng cứ muốn người dễ tính. Cô lại lấy chồng muốn người khó tính. Cũng hay đó. Không hay đâu. Thật ra lấy người chồng khó tính cũng mệt lắm em. Có nghĩa là khó tính là họ sẽ có những cái yêu cầu vậy đó cho họ. Chứ không phải là khó tính họ bắt mình phải làm theo họ. Dạ. Vậy cũng anh nghĩ chắc không ai cao qua khó tính qua em đâu. Em là người rất là bản lĩnh. Dạ. Bởi vì nói khó tính câu đó tức đúng là rồi. Cô này cũng nói được câu đó thì cũng phải dữ dội lắm á. Đúng rồi. Bản lĩnh cá tính lắm á. Nhà trai là phải cẩn thận nha. Giờ đi qua. Người ta bên kia dễ tính lắm. Ủng hộ tinh thần nhà trai. Còn khó tính không em? Dạ em cũng trong gia đình trai cũng nói em là khó tính. Mà đối với gặp ai em cũng hòa đồng. Giờ mình quen người nó là người thứ tư đó. Bây giờ mình mong muốn cái người đó như thế nào? Em mong muốn một người phụ nữ là cũng bình thường, biết chăm lo cho gia đình, đối xử nội ngoại ok, biết san sẻ, gọi là chia sẻ lẫn nhau. Ừ. Rồi có mong muốn ngoại hình như thế nào không? Chứ ngoại hình thì cũng bình thường. Bình thường. Thôi bây giờ thôi mình người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em gái đi với ai nè? Dạ em đi với các bạn cùng trọ và đồng nghiệp của đó. Em ạ. Rồi chào các bạn. Dạ em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Chào em. Chào nhà trai cùng tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên cho em nhận xét một xíu về ngoại hình á, thì bạn trai này rất là sáng láng nha, hay cười, ánh mắt của bạn cũng nhiều cái ngại ngùng. Thì về ngoại hình em nghĩ là phù hợp với chị Như lắm. Còn về mặt tính cách thì hồi nãy giờ mà qua cái cách nói chuyện của bạn trai, qua cách bạn kể về những cái mối tình á, thì thấy bạn là một người rất là chất phác, chân thật. Mình có thể tin bạn này, bạn trai vẫn đang ở với mẹ, thì em nghĩ chắc là bạn cũng sẽ rất là hiếu thảo. Em nghĩ là để mà hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn sẽ không có. Thì mình sẽ cho nhau thêm cái cơ hội tìm hiểu. Những cái yếu tố mà nãy giờ em chia sẻ là em thấy có phù hợp với chị Như rồi đó. Mình cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Biết đâu đây sẽ là cái chân ái của cuộc đời mình. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em và em gái. Dạ chào nhà trai. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? 75 tuổi. Cô có mấy trai mấy gái? Cô được 2 trai 3 gái. Nói vì đối với con trai của ba, bây giờ ở với ba một mình. Ba cũng nhiều khi buồn. Bây giờ đến đây thì sung sướng nhất là nhờ cả con giúp đỡ cho em được đôi vợ chồng hạnh phúc tốt. Cái ước mơ của ba là có được người dâu chân thật, trong mà là hai con được sống với nhau được tốt, hạnh phúc tốt. Nói chung là con dâu được vui vẻ, là ba rất mừng. Dạ. Cảm ơn cả con. Rồi. Cảm ơn bà. Thôi mở rào thôi, để hai bạn trẻ gặp mặt đi rồi coi sao nha. Mở rào. Đứng lên sẵn đây nào. Mở rào xong là nhảy qua liền luôn. Dạ, anh tặng cho em. Dạ, cảm ơn ạ. Đây, anh tặng cho em một nụ hoa. Đây là nụ hoa là hy vọng của anh. Dạ. Tâm chân tình của anh. Dạ. Cùng em đi suốt cuộc đời này. Nếu em cho anh cơ hội. Em cảm ơn. Dạ. Thì em tặng anh một cuốn sách. Em cũng hy vọng là sau khi đọc cuốn sách này thì anh có thể hiểu hơn được mình và cả phái nữ, để có thể cải thiện hơn các mối quan hệ của anh đối với các bạn nữ. Dạ, cảm ơn. Tặng cuốn sách để hiểu hơn người phái nam mà mệt lắm nha.
Thôi hai bạn nói chuyện đi. Thì bạn gái cũng nhìn hiền. Dạ. Ngoại hình của anh thì em thấy nó cũng khác so với nãy giờ em tưởng tượng. Dạ. Hồi nãy em nghe mà quay anh là con thứ mấy trong nhà? Gia đình của anh có 5 anh chị em, anh là con thứ 4. Nói chung anh vào đây tự lập, vào đây học sinh viên á, vừa học vừa làm, rồi mua đất xây nhà, ở nhà một mình một thời gian này mới dần mẹ vào đây có 8-9 năm. À dạ. Anh tự lập cũng mua được 2 nền đất rồi. Giỏi quá. Bây giờ hiện tại anh đang ở Bình Phước à? Anh đang ở thị xã Kinh Tây Bình Phước. Đó, cái dạ. Chuyện hẹn hò sao đó. Dạ. Khoảng cách đó em thì đang sống ở Hồ Chí Minh thì không biết thời gian của anh như thế nào ta? Nếu em cho anh cơ hội thì anh có thể gặp em là thứ bảy hoặc chủ nhật. Dạ. Có thể là tuần một lần. Nếu anh bận thời gian còn về công việc thì có thể tuần 2 lần vì anh làm bên bất động sản. Dạ. Bất động sản mùa này nó cũng đứng rồi. Bán cũng khó lắm. Dạ, đầu năm cũng làm được 2 nền rồi anh. 2 nền rồi đó hả? Dạ. Trời ơi, cũng hay quá ha. Không biết là quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào ta? Quan điểm của anh cần một người vợ hiền, thương yêu gia đình, thương yêu chồng, đối nội đối ngoại tốt, biết chia sẻ, giàu nghèo thì làm việc cùng nhau đi lên. Gọi là cho anh cơ hội thì về với anh. Kinh tế thì em nắm kinh tế, vì tại vì anh làm ra tiền mà anh không giữ được tiền. Anh làm ra tiền mà anh không giữ được tiền. Tiền vô 2 miếng đất đó. Tiền vô 2 miếng đất đó. À đúng rồi, 2 miếng đất đó là khởi nghiệp của em. Đi học sinh viên mua được 1 miếng đất và xây nhà. Sau này đi làm bất động sản mua thêm 1 miếng nữa. Nói chung là dồn tiền mua đất hết rồi. Ừ. Bây giờ có đủ tiền lấy vợ không? Dạ đủ. Rồi đủ tiền nuôi vợ, nuôi con không? Dạ đủ. Đủ ha. Đó. Rồi bây giờ tiến tới cô gái nói thêm gì nữa đi. Nào em bước tới đi Nam. Em cho anh nắm tay em. Dạ. Ừ. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện, Nam thấy cô gái sao, tính tình sao, rồi trái tim mình có nhúc nhích, rung rinh gì không? Em cũng dễ thương. Em nắm tay anh có rung không? Dạ không. Anh không vậy. Dạ. Anh thì người thật, thật việc thật, có sao nói vậy. Người ta từng nói là sự thật em mất lòng em. Anh thấy em thì cũng mến em. Ừ. Em cho anh cầu. Hát tặng cô đó một bài đi. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh, anh phúc lắm rồi. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này. Trọn đời xuân kiếp sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Trái tim anh chia làm 2 nửa. Nửa đó cho đời và nửa cho em. Nửa cho em là tình yêu vĩnh cửu, nửa cho đời là sống để yêu em. Anh mong được như vậy. Rồi, để bây giờ ta còn bấm đi. Nãy giờ thì chúng ta có thể vui, có thể đùa chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, đưa ra quyết định chính xác. Nếu chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu chúng ta cảm giác đây không phải của mình rồi, không có cơ hội, cũng không có gì để ấy thì thôi, đừng bấm nút, hãy sống thật với lòng mình. Chuẩn bị. 1. Hai. Ba. Rồi. Cô gái không bấm. Không có những cái cảm xúc nào từ cô gái cả, đúng không em? Dạ. Em cần điều gì ở người đàn ông này, em có thể góp một cái ý kiến. Đúng rồi. Em cũng biết là để tạo dựng được một cái sự nghiệp thì chắc chắn là bạn cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng phải rất là bản lĩnh. Tuy nhiên thì trong quá trình nói chuyện thì em mong muốn có một cái sự bản lĩnh mà em có thể nể phục hơn á. Thì em chưa thấy được điều đó. Anh có thể là rất là cố gắng. Tuy nhiên thì cái người mà em mong muốn có thể là người khác, chứ không phải là anh không có ok. Đúng, dạ. Tức là không hợp với những, dạ, cái gì em mong muốn thôi. Dạ, dạ. Có thể hợp với những nhiều người khác. Dạ. Em trai có một chút tiếc nuối gì không? Anh cũng nói rồi, em dễ thương. Em cho anh cơ hội thì tốt. Không thì mình làm bạn. Dạ. Bắt tay nhau đi. Dạ. Chị nghĩ là bạn trai sẽ có nhiều cơ hội để mà thể hiện cái bản lĩnh của mình cho bạn gái thấy, tại vì cái thời gian ở trên đây chúng ta rất là ít, đa số là chúng ta sẽ tập trung nói về cái cảm xúc, nói về cái tình cảm, mà cái chuyện đó thì cái người mà không có giỏi ăn nói á, thì họ sẽ không thể hiện được.
Đó, mà chàng trai đây là một ví dụ. À, có thể là chúng ta không hợp với nhau thôi. Dạ. Đơn giản vậy. Tôi tin rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai hợp với cô gái này. Và rất nhiều cô gái sẽ hợp với chàng trai này. Hãy gửi thông tin về chúng tôi để chúng ta cùng bấm nút quý vị nhé. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép phù hợp với mình. Dạ. Đây. Em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty May Nhà Bè. Mời bạn Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quảng Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng. Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Em đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua 2 mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình chị, em hay lầm bà lầm bầm lắm. Một mình mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng từ 1.5 đến 2 năm. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết cởi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Cởi đồ mà không biết chứ đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, phải vậy mới được. Vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6. Dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, dạ, dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào say chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm vậy. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ, em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm của mình á, nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới thôi. Vậy trước khi chị coi mặt, em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không? Chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Ở dơ quá thì dơ luôn. Bây giờ thấy sự dơ dưới biết. Không có ở dơ không anh? Dạ, ở dơ thì chắc là không. Nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Bữa nay ta lên đây người ta cứ ráng vớt bộ đồ dí vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý?
Nhà tài chính đương là vợ giữ rồi, còn cho gì mình vừa cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn. Ha, bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây. Rồi, chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Cái công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như á là một còn người ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì ảnh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng ảnh có em là được. À, có nghĩa là gặp cái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ. Được. Nhìn cái được chứ nhìn cái hai, đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi, ổn rồi. Là ổn. À, hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi. Hello, chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bổ béo cho Thạch được. Không có ổn đâu, không có ổn đâu. Nhìn anh mà em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ, nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai đâu? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ôi, anh hay lên mạng vậy, anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mà. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng không nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì anh hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say vào nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau quá. Này á, sau này nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say em có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 giờ gần bạn nữ rồi về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó? Anh trai gái cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lần trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai, gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm chỉ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì, thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắc lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tận tình. Nãy có đem gì tặng bạn gái không?
Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa thằng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa cho tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Ờ. Gì, gì mà dễ thương quá vậy? Mời xuống cho tôi coi cái đi. À, cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để. Mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon, gái em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gối không. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không chưa? Quá lo. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Nha đi. Màu rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Rồi. Rồi nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con tên là Huỳnh Như. À, năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. À, con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sun Vision Hàn Quốc. Vậy đó hả? Dạ. Ở quận mấy Quỳnh Như? Vậy luôn á. Dạ. Con làm ở quận mấy Quỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh. Rồi, Quỳnh Như 21 tuổi, quê Bến Tre làm ở Bình Thạnh. Mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Nhưng tự do. Dạ. Quý 31 hả? Dạ. Bên kia 21 hả? Lớn nhau mấy tuổi như đâu? Một thập niên đó. Không có đâu, cũng sơ sơ vài tuổi thôi mà. Không vấn đề gì cả, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình có yêu thương nhau hay không á. Dạ đúng rồi, em có duyên nhau không? Em không quan trọng tuổi tác. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm. Con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi quá dữ vậy. Nó 21 tuổi đó Linh. Trời ơi. Trời ơi giỏi. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nữa cô nghe coi. À, tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Vững vàng. Một người vững vàng, một người gọi là chín chắn á, thì chắc chắn bên kia là có rồi đó. Yên tâm, bên đây chắn che chắn luôn. Dạ. À, cô vững mặc vàng, dù cô chưa qua bên luôn. Đó nhưng mà cô chắc chắn là người đó là vững vàng và chín chắn rồi. Dạ. Tại vì anh ấy đã 31 tuổi rồi. Đúng. Ha. Dạ. Rồi, bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Dạ, em thì có một cái một số ưu điểm cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là hiền, rất là chịu khó lắng nghe, cũng như là nói sao ta, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng
Cũng muốn tạo một cái điểm nhấn gì đó với chương trình cũng như là bạn Quỳnh Như. Em có thể nhờ anh Quỳnh Linh. Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là anh Quỳnh Linh dùng thử bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á, là mệt mỏi đó. Dạ có Có trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Thì tôi phải nói nè, nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Tôi nói một con bé này như vậy nó ngồi đây là tôi cảm thấy là tôi coi như kèo trên rồi đó. Rồi không... nha. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi, ăn bánh đi nhà gái coi đưa, sao. Cô đưa à, chị đưa nè, cho Quỳnh Như nghe. Ăn thử thay đi. Mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Coi rồi, bên đàn trai làm sao. Bánh chuối bánh là cái món mà lắm. Tôi rất là thích luôn. Nè đó. Hồng Vân ăn thử miếng ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Bánh tôi nói nó ngon tôi vô tận luôn rồi. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi ông nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ông hỏi con gái ông ngon chưa? Từ từ để cho ngon. Để cho bé nó cảm nhận. Ông ăn trời miếng ơi, đi. Nhìn, ông ăn hả? Đi một miếng. Nhìn biết là ngon rồi. Trời ơi chưa thấy trên cuộc đời thì chưa thấy loại bánh nào ngon như bánh này chưa. Ngon lắm ăn thử đi. Quá thơm. Quá béo. Quá ngậy. Nói nghe nè. Để bên đây đi. Để bên đây con ơi chứ bên ông lấy hết á nghe. Yeah. Cái này là ảnh tặng cho con hiểu chưa? Yeah. Đau lòng. Thôi được rồi. Tới đây cũng được hưởng thụ một chút ha. À, rồi. Bây giờ nè. Phải nói là con dễ thương. Dạ con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Hả? Dạ. Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thực sự là nó hơi giống mà rất là xinh luôn ha. Cái này biết trang điểm chút xíu này kia ha. Rồi tút lên chút xíu ha. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó quá giỏi bé này. Đúng rồi, 21 tuổi. Một tháng mà bây giờ gửi về cho cha mẹ cỡ 15-20 triệu thì Linh tưởng tượng đi. Ôi, quá giỏi. Chú cỡ dày mà mỗi tháng chú gửi gia đình chú con 1,5 triệu đó con. Khổ thiệt luôn đó. Con gửi 15 triệu là giữ ngon rồi đó. Nè, mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Một vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. Hai năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Dạ. À, thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, ba mối tình. Ba rồi ha? Bên dạ. Kia một dài, bên đây ba. Mới đó ta hơn là... một thập niên dạ. Mà chuyện ba năm, thì ba năm hơn một chút. Ba năm hơn dạ. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương xinh xắn nha. Dạ. Bây giờ mình đi với ai nào? Dạ em đi với Khoan nói nghe nè. Hả? Là đi hỏi gia đình luôn á hả? Ủa sao không nói cái tâm tư bên đàn gái tôi mong muốn một người con trai như thế nào chứ? Bên tôi có quyền mà ta đẹp tôi có quyền rồi, chứ. Không muốn nói gì. Con đặt vấn đề luôn con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Hồi nãy con nói là chín chắn rồi. Dạ. Hồi nãy con nói là gọi là gì? Bản lĩnh rồi ha. Dạ. Nhưng bây giờ là cô muốn hỏi con là về cái ngoại hình. Con mong muốn cái người bạn trai của con như thế nào? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ, dạ thích, con cũng biết thích, nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không con? Dạ không, con không có mẫu hình lý tưởng. Rồi, bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, thì em chỉ muốn người bạn gái của em... Cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Đâu rồi? Chị đâu? Đồng nghiệp đó rồi. Chị ruột á hả? Dạ không.
Con chỉ là làm chung với lại Huỳnh Như thôi. À. Dạ. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Huỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích, nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự á, thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình á, là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Con biết không, cái người đàn ông thực sự là cái người đàn ông mà không có yêu đàn ông á. Là thật sự đó. Dạ. Đó cho nên hôm nay là Huy có mặt ở đây rồi á, là con biết là Huy không yêu đàn ông đó, nghe không? Rồi. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Trời ơi. Đều đặn vậy luôn á hả trời. Dạ. Xin chào anh Cô Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào em. Tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Hẹn Hò. Thì hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là group và hành trình kết nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy, là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có. Cái này là cái đôi tai nghe. Dạ. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Dạ. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái của Như ra đi. Dạ. Coi tặng gì nè. Như để đây nè, Như để đây nè coi. Yeah. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Đó cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không cô. À vậy hả? Dạ. Tại sao con lại tặng một cái hộp không như thế này? Tại vì nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm từ con. À, từ một hộp trống mà sau này nó sẽ có nhiều đồ chứa vô đúng không? Dạ. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng thôi. Rồi. Cái hộp nó nhỏ lắm con. Anh cũng định nói vậy đó, hộp nó đừng bỏ gì hết. Nó nhỏ quá mà mình bỏ nhiều hộp xoàn vô thôi. Hộp xoàn đâu thôi. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Cái tai nghe màu tím đáng yêu vậy luôn ha. Con thích màu tím không Như? Dạ không. À không hả? Thôi đeo. Tưởng thích màu tím đeo lên thử mà tôi không thích thôi. Rồi các bạn về chỗ đi. Nào chúng ta trao đổi quay. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời, quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh thật sự rất là nhát gái thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được, nhưng mà tự nhiên những người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân, nó cũng xa nhưng mà
khoảng cách nó không là vấn đề đó với anh. Không, nó cũng bình bình thôi, không có sao đâu. Cũng như là tuổi tác, anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào, nó tiến tới đâu. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Em đừng có bắt chước theo ai hết. Đừng có ai đem ai làm hình mẫu hết. Em cứ vẫn là tính cách của em. Cho anh là được. Rồi anh thì anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng anh sửa sao. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó tội nghiệp anh. Em có thích động vật không? Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Rồi em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Nếu em không nấu ăn, em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Đợi gì nữa ta? Rồi, Nguyễn Linh nói hẹn hò. Mình hỏi hò rối gì? Rối rồi. Bây giờ em với cô bạn gái dày, với cái công việc của bạn dày, rồi với những cái điều mà em vừa mới chia sẻ vậy, thì em có nghĩ là đến một lúc nào đó em sẽ rất là khó chịu vì cái ghen của mình không? Tức là ghen, mình sẽ phải ghen chứ. Ghen đúng không? Em chắc chắn là em sẽ không bao giờ em ghen. Tại vì cái suy nghĩ của em là nếu là của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Chứ nếu nó không là của mình rồi, mình cứ đi bám víu, mình cứ đi sâu xé với nhau thì vậy thì cũng không có được. Với lại là mỗi người đều có một cái công việc riêng của họ, cái đặc trưng riêng của họ, thì không thể nào mà mình lấy cái công việc của mình là mình áp đặt vô cái công việc của bạn gái để mà em ít tiếp khách lại, em phải đi về nhà hay là gì đó. Cá nhân em cũng tiếp khách rất là nhiều luôn, nữ cũng có, nên em hiểu được cái vấn đề đó, nên cái vấn đề đó thì hai chúng ta phải xua với nhau ngay từ đầu. Dạ đúng rồi, không, em nghĩ chung thủy chỉ là một sự tự giác của bản thân mình. Đúng rồi. Với lại cũng phải tôn trọng, phải hiểu nhau nữa chứ không phải là cứ nghĩ là đi sớm dậy khuya là ABCD biết gì. Quan trọng là em ấy còn nhỏ. Em hỏi khoảng chừng nào em có thể cho anh bước tới được nếu mình tìm hiểu được. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi, em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm, nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì, nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Tầm 1 năm là vừa. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi, nhưng mà anh cũng rất là mong là
phải tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có thể có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. À ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho anh ta hiểu, tôi không hiểu quỹ hồng là cái gì đó. À, quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mọi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là ở cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải những cái gì hết. Cái xoay sở đó. Đúng rồi, dạ. Cái đó là quỹ hồng. Thì nãy anh tưởng quỹ hồng để dùng mua hồng không chứ. Rồi bây giờ thế này. À, hai đứa đến với nhau nắm tay nhau để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Nào. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó, xong mình nói tặng lấy lòng của mình những suy nghĩ về đối phương. À. Hát là cái sở đoản của em anh Linh ơi. Thì hai đứa nắm tay nhau đi để mình truyền cảm xúc với nhau, mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nắm tay. Đó, nhìn thẳng vào nhau đi. Thôi, hát bài tặng cho bạn trai thử coi. Hôm nay con viêm họng. À viêm họng. Vậy rồi. Vậy em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Nhưng mà cầm điện thoại hát nó mất cảm xúc hết trơn à. Kể nó hát một đoạn thôi cũng được. Đoạn đi, đúng rồi. Một đoạn thôi cũng được, em không cần nguyên bài. Hát bằng cả trái tim, bằng cả cõi lòng của mình nha. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lành, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với đi. Nhìn với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Hứa một điều gì đó để bạn gái có thể yên tâm, có thể bấm nút đó. Một lời chân thành từ trái tim của mình, không cần qua Mỹ đâu, nghĩ sao nói vậy. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi, ế quá trời quá đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi, trở về ghế ngồi, xong. Còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Dạ. À, con thấy cái nút chưa? Đến với hai chiếc ghế đó, các bạn đã có cái duyên cùng kết nối với nhau rồi. Bây giờ cái phần, cái nợ có hay không là do các bạn. Nếu chúng ta cảm nhận nó sẽ có, nó có thể gần với mình, thì hãy bấm vào cái nút đó để tạo cơ hội cho hai đứa. Còn nếu không, không cần bấm. Và bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bấm nút, nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Bây giờ nóng trong người. À. Thấy cái tim mình nó sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Rồi, bây giờ là trên sóng truyền hình, ba mẹ bạn gái đang xem truyền hình, mình hãy nói với hai bác điều gì và xin phép hai bác cho mình hẹn hò với con gái của hai bác để cho hai bác yên tâm. Dạ con chào hai bác. Con rất là hạnh phúc khi được bấm nút với lại bạn gái em Như. Em Như, dạ. Con xin hứa với bác là con sẽ cố gắng hết mình đem lại hạnh phúc cho Như. Rồi giờ để Như nói một câu này, Như nói một câu thật là để chứng tỏ cho ba mẹ mình cũng giống như là ba mẹ của bạn ấy, sự chín chắn trưởng thành của mình, mặc dù là con mới có 21 tuổi thôi. Con nói về cái cảm xúc ngày hôm nay của con sau khi con bấm nút đó.
thì con run quá. Có điện mới run á Linh. Thường bình thường là có cái gì đó xuyến xoắn rồi là run dữ lắm. Đó. Bình tĩnh nói coi nè. Con nghĩ là con đã đủ lớn để hiểu mình cần cái gì và đủ lớn để quyết định cho cuộc đời của mình ở về sau. Về sau. Dạ. Từ đây về sau. Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục của chương trình là hôn vào đôi má của bạn gái. Một chiếc má chứ lộn, đôi má là tới hai cái nữa. Một bên má của bạn gái. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha. Phải nói là ngày hôm nay là một ngày mà sẽ là dấu ấn của hai đứa. Cố gắng chăm sóc, yêu thương, nhường nhịn để tạo nên cái mối tình đẹp. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ trao phận cho nhau ha. Chúc hai em sớm tìm được hạnh phúc chứ. Cảm ơn chú.